chào khán giả, chúc khán giả mình một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé. Em có mặt tại chợ gạo Bờ Kè, sông Chợ Gạo rất đẹp vào buổi chiều. Khán giả mình cùng ngắm tàu ghe, phong cảnh buổi chiều ở sông Chợ Gạo cùng với em nhé. Nè, mẹ cái chiếc này đẹp nè mẹ. Xà lan này là bự này đẹp nè. Làm nhỏ. Làm ngang. Quá rồi, chiếc xà lan to luôn. Chiếc này nó không có chở hàng hóa. À, một chiếc thì chở hàng hóa thẳm ở dưới nè. Quá rồi thẳm, còn một chiếc bên đây thì không có chở hàng, nó nổi lên nè. Quá rồi to luôn. Nhìn xà lan á, vậy thôi chứ xuống dưới là một cái căn hầm ngoài sau y như một cái căn nhà vậy nha, đầy đủ tiện nghi trong đó luôn. À, một chiếc bự chạy bên, một chiếc khẩm cái bên nhìn nhỏ xíu mắc cười. Cái xà lan phun nước này không? Ủa vậy, cái này cái gì? Không phải phun nước, bơm nước à.